Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận trang 18 sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài như sau. Dựa vào cấu tạo chùm roi xanh, hãy giải thích hiện tượng xảy ra của thí nghiệm trên. Thảo luận và đánh dấu vào ô trống ứng với ý trả lời đúng của các câu hỏi sau. 1. Chùm roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ diệp lục, roi và điểm mắt. 2. Chùm roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ có roi, có thành cellulose, có diệp lục, có điểm mắt. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nhớ lại lý thuyết bài trùng roi trong sách giáo khoa sinh học 7 trang 17 và lý thuyết cấu tạo tế bào thực vật trong sách giáo khoa sinh học 6 trang 23. Trong đó, trùng roi là một tế bào kích thước hiển vi, hình thoi, đầu tù, đuôi nhọn, có một roi, roi xoáy vào nước giúp trùng roi di chuyển. Cấu tạo gồm có nhân, chất nguyên sinh có các hạt diệp lục, khoảng 20 hạt, các hạt dự trữ có kích thước nhỏ hơn, điểm mắt để nhận biết ánh sáng, dưới điểm mắt là không bào co bóp. Còn tế bào thực vật là tế bào nhân thực có cấu tạo gồm các bào quan như nhân, lục lạp, chứa, diệp lục, không bào chứa dịch tế bào, bộ máy Golgi, vân vân. Thực vật thì hầu hết không có khả năng di chuyển. Như vậy, câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ roi và điểm mắt. Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ là có diệp lục. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận trang 18 sách giáo khoa sinh học 7.